Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 491, bàn ca ta có cái huyền ra ra. Quản đại ngư thân ảnh cứng ngắc, hắn không dám quay đầu lại, không nói hai lời, như là cái mông lửa, bay đồng dạng biến mất tại hai tên thiên cung môn đệ tử trước mặt. Hai tên thiên cung môn đệ tử đần độn nhìn xem quản đại ngư biến mất phương hướng. Nhịn không được kinh ngạc, từ đâu tới bàn tử? Là ma tộc sao? Không quá giống, chưa thấy qua bỉ ổi như vậy ma tộc. Quản đại ngư khóc không ra nước mắt, đây là cái gì cùng cái gì a? Tới đây thu thập tài liệu, đến thời điểm làm cái tin tức lớn thượng thiên cơ báo. Sau đó lại thừa dịp tóc rối bời điểm tiền của phi nghĩa. Ngạn ngữ đều nói, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không đêm cỏ không mập. Ta cái này thân thịt mỡ chính là tốt nhất chứng minh. Ta liền nghĩ tới lặng lẽ ly khai, vì sao lại bị phát hiện. Quản đại ngư hồi tưởng vừa rồi kia cổ ám kình hắn lập tức minh bạch. Ngoại trừ tên hỗn đản kia, không ai sẽ làm như vậy. Ghê tởm hỗn đản, ngươi tốt nhất đừng để bàn ra ta lần nữa gặp được ngươi, không phải vậy nhất định ngươi sẽ biết tay. Quản đại ngư một bên chạy, một bên nghiến răng nghiến lợi, đặt xuống ngoan thoại. Ngươi là nói ta sao? Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Dọa đến quản đại ngư run một cái, cả người trực tiếp từ không trung té xuống. Bịch! Một tiếng, quản đại ngư trực tiếp quẳng xuống đất, rơi hắn mắt nổ đom đóm. Ngươi! Quản đại ngư cái kia hận a, ngươi cái này hỗn đản làm sao lại âm hồn bất tán đây, ngươi xác định vững chắc chính là cái quỷ. Hơn nữa, còn là loại kia ác quỷ, địa ngục cũng không dám thu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt mình, quản đại ngư bi phẫn vạn phần, hỗn đản, ngươi quá phận. Tốt xấu nhóm chúng ta cũng coi là cùng một chỗ trộm đạo, tại một khắc cuối cùng bán ta. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ cười một tiếng, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì à. Không biết rõ. Quản đại ngư giận quá, trực tiếp nhảy dựng lên, gầm thét, bớt ở chỗ này giả ngu. Thiên cung môn hóa thần trở về, ngươi không nói cho một tiếng, một mình chạy, ta nhị. Nhưng là ngươi thế mà để cho ta bại lộ, đây là người có thể làm sự tình sao? Gặp qua tiện nhân, liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Ngươi cái này hỗn đản đến cùng là ăn cái gì lớn lên, mới có thể làm đến hèn như vậy. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, ngươi bại lộ. Sau đó khẩn trương nhìn xem chung quanh, thiên cung môn sẽ không đuổi theo a. Quản đại ngư cắn răng, bớt ở chỗ này trang, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ vẫn là trước đó nói ngươi cùng Hạ Ngữ sự kiện kia sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nào có, sự kiện kia không phải đã qua sao? Ta cũng không có để ở trong lòng. Sau đó còn ra vẻ hữu hảo, vỗ vỗ quản đại ngư bả vai, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, không dùng qua ý không đi. Ta băn khoăn. Ta hiện tại là hối hận, chỉ hận lúc ấy không có viết khá hơn một chút, nhường để cho người đem ngươi đánh chết. Nhìn thấy quản đại ngư nghiến răng nghiến lợi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vỗ bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng, thiên cung môn không phải không nhìn thấy ngươi bộ dáng sao. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng của ngươi mà thôi. Sau đó đánh giá quản đại ngư một phen. Đến thời điểm ngươi bất mập một chút, trừ phi chính ngươi đi tự thú, nếu không thiên cung môn người tuyệt đối tìm không thấy trên đầu ngươi. Giảm béo, đời này cũng không thể giảm béo. Quản đại ngư cắn răng, ngươi tốt nhất đừng có lại trêu chọc ta, không phải vậy ta đi hướng thiên cung môn tự thú, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lúc này trở nên bất thiện. Không sai, chính là uy hiếp, lại như thế nào? Đến cái này tình trạng, quản đại ngư cũng không sợ, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đừng cho là ta không dám, giết ngươi, hơn có thể che giấu tai mắt người. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, lộ ra sát ý, quản đại ngư cười lạnh, ta có cái huyền ra ra, hắn trên người ta lưu lại điểm đồ vật, ngươi không sợ chết đều có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sớm đối quản đại ngư thân phận từng có suy đoán, bất quá sau khi nghe được, vẫn là có mấy phần giật mình. Sau đó, hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi huyền ra ra là hóa thần sao? Hóa thần! Quản đại ngư tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười, lộ ra coi nhẹ biểu lộ, hóa thần tại ta huyền trước mặt ra ra cũng phải cung cung kính kính, khách khí, người nói ta huyền ra ra là cảnh giới gì? Ta sát, cái này ra hỏa địa vị như thế lớn sao? Hóa thần cũng không dám phách lối, hắn huyền ra ra sẽ không phải luyện hư a. Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi qua một bộ sắc mặt, bàn ca, ngươi có mệt hay không, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Hừ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tựa hồ sợ. Quản đại ngư trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần thống khoái, Mã Đức, sớm biết rõ hỗn đản này sẽ sợ, kia thời điểm nên chuyển ra tự mình huyền ra ra tới. Cũng không đến mức ăn nhiều như vậy đau khổ. Về sau ít chọc ta, không phải vậy ta để cho ta huyền ra ra đến giết chết ngươi. Quản đại ngư bắt đầu phách lối bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này suy nghĩ một phen về sau,
hỏi lại, ngươi Huyền gia gia hẳn là thiên cơ các cao tầng a, sẽ không dễ dàng như vậy xuất động a. Đây cũng là bàn tử dùng giả danh công bố tin tức nguyên nhân a. Quản đại ngưu không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ đoán được tự mình Huyền thân phận của gia gia, hắn hừ một tiếng, không sai, mặc dù sẽ không dễ dàng xuất động, nhưng ngươi chỉ cần biết rõ, ta Huyền gia gia chỉ cần hô khẩu khí liền có thể giết chết ngươi. Đúng thế, kia là. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây không phải trước đó có hiểu lầm nha, hiện tại mọi người hiểu lầm cũng hóa giải. Hóa giải. Quản đại ngưu được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếng kêu bàn ca tới nghe. Bàn ca. Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm do dự, làm cho 10 điểm tự nhiên, thuần thục, như là kêu lên vô số âm thanh đồng dạng. Trước đó có cái gì đắc tội, mọi người coi như không có chuyện này đi, đi đến hiện tại, nhóm chúng ta xem như tử sinh chi giao. Về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sợ hàng. Quản đại ngưu trong lòng khinh bỉ, sống lưng của hắn bất chi bất giác bên trong thẳng tắp bắt đầu. Huyền gia gia lá bài này thật tốt dùng, một câu liền có thể hù được cái này ra hỏa. Kết quả là, đắc ý quên hình quản đại ngưu đối Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt, ngươi lần này thu hoạch điểm ta một nửa, còn có ta cho lúc trước ngươi linh thạch, cũng còn cho ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này hỗn đản dọa dẫm ta quá nhiều linh thạch, ta còn không đến mức muốn đối thiên cung môn động lệch ra tâm. Ta hiện tại thành một cái cõng nổi hiệp. Cõng nổi hiệp liền cõng nổi hiệp, điều kiện tiên quyết là ta phải có đầy đủ chỗ tốt mới được. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua quản đại ngưu, ngươi nói thật chứ? Ngươi thế mà hỏi ta muốn linh thạch? Quản đại ngưu hừ một tiếng, làm sao? Không nguyện ý sao? Tranh thủ thời gian lấy ra. Không bằng ta Huyền gia gia vừa đến, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Quản đại ngưu đắc ý lần nữa chuyển ra tự mình Huyền gia gia, ta không tin dọa không được ngươi. Nhưng mà sau một khắc, một cái nắm đấm xuất hiện tại quản đại ngưu trước mặt. Chương 492, chưa xuất giá liền đối ta không tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại triều thành, quản đại ngưu mặt mũi bầm dập cùng đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt u oán lại phun lửa. Lữ Thiếu Khanh mới vừa vào cửa, Tiêu Y liền như là một cái giữ nhà tiểu cẩu, trước tiên xông tới. Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng trở về. Thiều Thừa cũng ra, Thiều Thừa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có chuyện gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trở về liền tốt. Thiều Thừa không nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều Lữ Thiếu Khanh lưu lại đã làm gì. Với hắn mà nói, dù là đồ đệ của mình diệt thiên cung môn cũng không có việc gì, chỉ cần không có việc gì liền tốt. Nhị sư huynh, Tiêu Y kìm nén không được tò mò trong lòng, chạy đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cấp hống hống hỏi, thế nào? Ma tộc có đánh tới sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đánh tới, ân, song phương đánh rất kịch liệt, song phương cũng có tổn thất, về phần tổn thất như thế nào, ta liền không rõ ràng. Quản đại ngưu nghe vậy, liếc mắt, âm thầm khinh bỉ, cái này thời điểm vẫn còn giả bộ vô tội, lần này không cần phải nói cũng là thiên cung môn tổn thất nặng nề. Môn nhân đệ tử tử thương, kiến trúc bị hủy không nói, ngươi cái này hỗn đản ở phía sau bưng người ta đại bộ phận vốn liếng. Hiện tại thiên cung môn người muốn tìm mai đan dược ăn cũng khó khăn. Đám người nghe vậy, trong lòng cũng dễ chịu không thôi. Bọn hắn đối thiên cung môn không có bất kỳ hảo cảm. Thiên cung môn cùng ma tộc sống mái với nhau, tại bọn hắn xem ra chính là chó cắn xương chó. Song phương lưỡng bại câu thương, đây là một cái nhường bọn hắn cao hứng sự tình. Thiều Thừa hài lòng chính nhìn xem đồ đệ, tên đồ đệ này mặc dù lười một chút, nhưng làm lên sự tình đến, 10 điểm chu đáo kín đáo, không cần lo lắng. Thiên cung môn cũng coi là xui xẻo. Thiều Thừa thậm chí ở trong lòng là thiên cung môn mặc niệm một giây đồng hồ. Mạnh Tiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kế hoạch thật thành công, trong lòng không biết rõ vì sao vui thích, rất vui vẻ. Bất quá nhớ tới sư phụ cái này 2 ngày dạy bảo nàng, nói nữ hài tử nhất định phải thận trọng, nàng cố gắng thu liễm, giả trang ra một bộ đại tỷ đại bộ dạng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, không tệ lắm, đáng giá khen ngợi, lần sau không ngừng cố gắng. Ung Y thấy thế, lập tức khinh bỉ, thôi đi, mèo mù đụng tới chết con chuột thôi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của hắn không thể không bội phục. Lữ Thiếu Khanh bằng sức một mình phá thiên cung môn tính toán. Thiên cung môn biết rõ bọn hắn bản tính là bị Lữ Thiếu Khanh rơi vỡ, chắc là phải bị tức chết. Nhìn lại mình một chút đồ đệ ngoan. Mạnh Tiểu mặc dù là đang nỗ lực thu liễm, nhưng một đôi sáng lên con mắt, đã sớm bắn nàng. Cũng làm cho Ung Y cũng không thể không thừa nhận, đồ đệ của mình cùng cái này hỗn đản tiểu tử so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời, hắn chỉ là đối Ung Y nói, Ung tiền bối, các ngươi cái gì thời điểm ly khai? Ung Y trừng to mắt, ngươi là đang đuổi ta đi sao? Hỗn đản, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này đợi a? Nếu không phải ta ngoan đồ nhi phải chờ đợi ngươi, ta đã sớm mang theo nàng trở về. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, ngược lại biểu lộ thành khẩn đối với hắn nói, xem như thế đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng mang theo cô nàng rời đi nơi này. Vì cái gì?
Ung Y giận dữ, ta cái gì thời điểm ly khai cần phải ngươi quản sao? Bởi vì đồ đệ nguyên nhân, Ung Y là càng xem Lữ Thiếu Khanh vượt không vừa mắt. Hừ, ta muốn đi tự nhiên sẽ đi, còn chưa tới phiên ngươi đuổi ta. Phản ngươi, chưa xuất giá cứ như vậy không tôn kính ta, qua môn, trong nhà còn có ta vị trí sao? Mạnh Tiểu bĩu môi, cái này ra hỏa muốn làm gì? Đuổi ta đi sao? Thật sự là chán ghét, thở phì phì nói, ta cũng không muốn đi. Tiêu Y dứt khoát ôm Mạnh Tiểu tay, nói, đúng vậy a, nhị sư huynh, mọi người ở phải hảo hảo, tại sao muốn bọn hắn đi a? Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu là mới quen đã thân, tại đoạn này thời gian bên trong ở chung hòa hợp, tình như tỉ muội, không bỏ được nhanh như vậy tách ra. Đúng a, Mạnh Tiểu thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, ôm ngược lấy Tiêu Y, nơi này cũng có chỗ ở, vì cái gì liền nhất định phải nhóm chúng ta ly khai? Hỏng ra hỏa, ai nha, cái này nhỏ phản đồ. Ngươi cái này nhỏ phản đồ, sư phụ, ngươi xem, đem nàng trục xuất sư môn đi. Thiều Thừa lại nhịn không được mắng chửi người, hỗn trướng, bớt ở chỗ này nói gô nói vượn. Cũng không nhìn một chút nơi này còn có ngoại nhân, cái này trò đùa có thể loạn mở sao? Vạn nhất bị người nghĩ lầm ta cái này là sư phụ tranh chua, ta cái này tấm mặt mò hướng chỗ nào đặt. Nói rõ ràng, tại sao muốn Ung Huỳnh bọn hắn ly khai? Thiều Thừa hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, bởi vì Ung Y đối với hắn từng có trợ giúp, cho nên cho dù Ung Y bình thường nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cùng hắn so đo. Càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ đuổi người ly khai. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nói, đoán cũng đoán được a, lần này Thiên Cung Môn ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng là ma tộc cường hãn, Thiên Cung Môn tạm thời không có biện pháp tìm bọn hắn báo thù, khẩu khí này dù sao cũng phải tìm địa phương phát tiết a. Ung Y minh bạch, ý của ngươi là Thiên Cung Môn sẽ tìm ta phiền phức. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, không tìm ngươi tìm ai. Đương nhiên, Thiên Cung Môn người cũng có khả năng tìm hắn. Bất quá Ung Y làm người cao, trời sập có hắn treo lên, Thiên Cung Môn muốn tìm, cũng là trước tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí quá tuyệt đối, Ung Y khó chịu hừ một tiếng, liền không thể tìm các ngươi. Thực lực của các ngươi so ta yếu nhiều. Ung Y khó chịu, ngươi gọi ta ly khai liền ly khai. Ngươi tính là cái gì? Ung Y khó chịu, ngạo kiều bắt đầu, ta lại không, các ngươi muốn ly khai liền ly khai, ta vừa tới Triều Thành, còn không có tốt tốt dạo chơi, không có ý định ly khai. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này trở mặt, không chút khách khí nói, kia tốt, ngươi cùng cô nàng dọn ra ngoài, tự mình tìm chỗ ở, nhóm chúng ta từ hôm nay trở đi mỗi người đi một ngả, ai đi đường đấy. Ung Y cắn răng, muốn đánh người, dựa vào cái gì, cái này địa phương là của ngươi sao? Không phải ta a, nhưng cùng là ta không sai biệt lắm. Quản Đại Ngư cũng nổi giận, cái gì là ngươi? Hắn lúc này nhảy ra, tuyên thệ tự mình chủ quyền, ta mới là nơi này chủ nhân. Lời này cơ hồ là hô lên tới. Hắn thân là chủ nhân, ở chỗ này tồn tại cảm giác quá thấp, bất cứ lúc nào có khả năng bị người đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách. Nhìn xem kích động Quản Đại Ngư, đám người ngạc nhiên, cái này bàn tử vì cái gì kích động như vậy? Ung Y đối Quản Đại Ngư nói, vừa vặn, bàn tử, ngươi là nơi này chủ nhân, ta sư đồ hai người muốn ở chỗ này. Có ý kiến gì không? Quản Đại Ngưu cầu còn không được, lão đầu này tựa hồ cùng tên hỗn đản kia không hợp nhau. Dạng này người tuyệt đối là tự mình bằng hữu. Quản Đại Ngưu gật đầu, một ngụm đáp ứng, tiền bối muốn ở bao lâu cũng được. Cùng cái này nguyên anh chín tầng lão đầu giữ quan hệ tốt, nói không chừng đến thời điểm có thể cùng một chỗ đối phó tên hỗn đản kia. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ta không bằng lòng, các ngươi đừng tìm ta kề cùng một chỗ. Chương 493, bàn ca mới chỗ dựa. Ung Y ha ha cười không ngừng, nơi này là người ta địa phương, người nói không đồng ý liền không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh đi đe dọa Quản Đại Ngưu, bàn tử, đuổi hắn ra ngoài, không phải vậy ta đánh ngươi. Ung Y nhìn thấy Quản Đại Ngưu sưng mặt sưng mũi vết tích, lúc này biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì chuyện tốt. Lập tức đối Quản Đại Ngưu nói, bàn tử, tới, về sau ta bảo kê ngươi. Quản Đại Ngưu trong lòng cái kia cao hứng a, tự mình phụ thân, Huyền Gia Gia không ở nơi này, mình bị ức hiếp không có cách nào phản kháng. Hiện tại ta bàn ra có mới chỗ dựa, ta còn sợ ngươi cọng lông. Không nói hai lời, Quản Đại Ngưu lập tức lẻn đến Ung Y bên người, một mực cùng mình chỗ dựa dán. Sau đó, Quản Đại Ngưu như là một cái kiêu ngạo béo gà trống, đắc ý ngẩng lên đầu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quản Đại Ngưu, hắn ở chỗ này, mục tiêu quá rõ ràng, dễ dàng đưa tới Thiên Cung môn người. Ngươi xác định, vì mình mạng nhỏ nghĩ, ngươi vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi. Thiên Cung môn trả thù cũng sẽ không đơn giản như vậy, đừng cho hắn đem ngươi cho cuốn vào. Ung Y minh bạch Lữ Thiếu Khanh là a muốn hắn đi hoặc là dọn ra ngoài, đây là muốn cùng mình phủi sạch quan hệ, phòng ngừa Thiên Cung môn trả thù, trong lòng của hắn cái kia nộ a, tiểu tử, ngươi là tại ghét bỏ ta. Trước đó còn cầu ta giúp ngươi, hiện tại sử dụng hết, liền muốn đuổi người đi.
nhắc lên quần không nhận người. Quả nhiên là cạn bã nam. Muốn có được ta ngoan đổ nhi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quản đại ngư đối với cái này xem thường, thôi đi, coi như trả thù lại như thế nào. Tiền bối thực lực mạnh như vậy, có cái gì lo lắng? Chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thăm thẳm, hỏi quản đại ngư, bàn tử, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch. Quản đại ngư cười đắc ý, có tiền bối ở chỗ này, ta sợ ngươi cọng lông. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng được nguyên anh 9 tầng tiền bối. Hắn hắc hắc cười không ngừng, mắt nhỏ lộ ra đắc ý quang mang, tiền bối ở chỗ này ở thế nào? Ta vui lòng a, ngươi biết hay không kính già yêu trẻ. Ngươi cái này hỗn đản, hướng lên đối ung y tiền bối không tôn kính, hướng phía dưới ức hiếp sư muội, điển hình ác bá. Ta bàn ra chính là muốn cùng như ngươi loại này hỗn đản ác bá làm đấu tranh, thề sống chết bất khuất. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, quản đại ngư cười đến mà càng thêm vui vẻ. Không cách nào a, ngươi còn có thể đánh ta sao? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể tùy ý ức hiếp người. Nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, bàn ra ta không sợ ngươi. Đúng không, tiền bối? Chưa hết, còn phải hỏi một chút tiền bối mới được. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc bộ dạng nhường ung y trong lòng thư sướng không thôi, như là táo bón ba ngày đột nhiên ào ra ngàn dặm cái chủng loại kia thư sướng. Hừ, tiểu tử, để ngươi cuồng, để ngươi phách lối. Ngươi muốn đối phó cái này tiểu bàn tử, ta liền giúp hắn, buồn nôn chết ngươi. Để ngươi đánh ta đồ đệ chủ ý. Nhìn xem ung y cùng quản đại ngưu dáng vẻ đắc ý, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười ha ha. Hắn đối mạnh tiểu nói, cô nàng, giúp ta đánh cái này bàn tử một trận, như thế nào? Ung y cảnh giác lên, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mã Đức, ngươi đây là làm ta không tồn tại. Ở ngay trước mặt ta xui khiến đồ đệ của ta, ta còn chưa có chết đây. Quản đại ngưu nhìn thoáng qua mạnh tiểu, cũng không nhịn được run rẩy một cái. Hắn đánh không lại cái này viên thuốc đầu nhỏ cô nàng. Mạnh tiểu cũng hừ một tiếng. Chán ghét ra hỏa, làm cái gì đây, ngươi nhớ đuổi ta đi, thế mà còn muốn ta giúp ngươi đánh người. Sư phụ ta mặt mũi còn muốn hay không? Ta mới không muốn, ta sẽ không nghe ngươi. Ung y trong lòng an lòng, đồ đệ của mình dù sao cũng là đồ đệ của mình, thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Quản đại ngư trong lòng cũng đại định, hừ, tính sai a. Ngươi cho, rằng nương tựa theo sắc đẹp của ngươi liền có thể câu dẫn đến người ta mỹ nữ sao? Không biết xấu hổ, ghét nhất như ngươi loại này. Ỷ vào tự mình có mấy phần tư sắc liền đi lung tung câu dẫn người khác hỗn đản. Quản đại ngư đắc ý đối mạnh tiểu nói, mạnh cô nương, cách xa hắn một chút, cái này ra hỏa không phải cái gì đồ tốt, đồng thời còn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Ung y đối quản đại ngư càng thêm thuận mắt. Cái này bàn tử so tên hỗn đản kia tiểu tử thật tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, quay người ly khai. Đám người ngây ngẩn cả người, cứ như vậy sao? Thiều Thừa lắc đầu, cười ha ha. Cũng quay người ly khai, người tuổi trẻ sự tình, hắn lười nhác tham dự. Ung y cùng quản đại ngưu trong lòng đắc ý, nhưng hắn kinh ngạc, tâm tình đơn giản không nên quá thoải mái. Tiêu y lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mạnh tiểu trong lòng cũng có chút không cao hứng, không phải là nhường hắn không cao hứng sao? Nàng lôi kéo tiêu y tay, tiểu y muội muội, hắn không có sao chứ? Tiêu y xoay đầu lại, nhìn xem dương dương đắc ý quản đại ngưu, hít miệng nói, ta đang vì bàn tử ca ca lo lắng a. Quản đại ngưu thính tai, lập tức đụng lên đến, chỉ giáo cho. Quản đại ngưu hiện tại là 10 điểm đắc ý, ôm đùi, cõng chỗ dựa thời gian đơn giản không nên quá mỹ hảo. Tên hỗn đản kia ra hỏa cũng không làm gì được hắn, quá sung sướng. Tiêu y nhìn xem quản đại ngưu dương dương đắc ý bộ dáng, lắc đầu, lời ra kinh người, ngươi đắc tội nhị sư huynh, ngươi chờ chết đi. Lời này dọa không được quản đại ngưu. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh cả ngày đánh hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được ra. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giết hắn, không phải vậy đã sớm động thủ. Lại nói, hắn còn có át chủ bài, trong lòng của hắn có lo lắng. Quản đại ngưu cười ha ha, phách lối đắc ý, tràn đầy tự tin, đối tương lai tràn ngập hy vọng, thật sao? Ta cũng phải rửa mắt mà đợi. Có tiền bối ở chỗ này, hắn còn có thể làm cái gì? Không thấy được hắn liền đánh ta cũng không làm được sao? Hắc hắc, càng nghĩ thì càng đắc ý, quản đại ngưu thậm chí phách lối cười lên. Ung y tâm tình thư sướng, hắn đối quản đại ngưu nói, béo tiểu tử, nhớ kỹ, kia tiểu tử nếu là dám đánh ngươi, ngươi trước tiên phát tín hiệu, ta đi giúp ngươi. Hừ, ta không tin, có ta ở đây, hắn còn có thể cản rỡ. Ung y tự tin lại bá khí vô song. Cái khác ta không làm được, không tin còn không gánh nổi một cái bàn tử. Đạt được ung y hứa hẹn, quản đại ngưu trong lòng sửa đổi. Hừ, nơi này là nhà của ta. Tiêu y lắc đầu, lấy nàng đối nhị sư huynh hiểu rõ. Nhị sư huynh khẳng định nghĩ đến biện pháp thu dọn cái này bàn tử. Được rồi, ta đi xem một chút, nhị sư huynh lại nói. Tiêu y đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Mạnh tiểu vội vàng đi theo, ta với ngươi cùng một chỗ. Hắc hắc,
Quản Đại Ngưu đắc ý nện bước chân đuổi theo, người thắng tự nhiên muốn đi xem một chút kẻ thất bại chật vật. Tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nằm tại một gian trên nóc nhà, vểnh lên chân bắt chéo, có vẻ mười điểm nhàn nhã. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y đi vào phía dưới về sau, quan tâm hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, Tiêu Y đỉnh đầu Tiểu Hồng đứng tại phía dưới. Mạnh Tiểu đi theo Tiêu Y bên cạnh, Quản Đại Ngưu hắc hắc cười không ngừng, một mặt đắc ý theo ở phía sau. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Quản Đại Ngưu thậm chí còn đắc ý khiêu khích một cái. Lữ Thiếu Khanh ung dung thản nhiên, hắn đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, ngươi còn tới làm gì? Ra ngoài, ra ngoài. Chương 494, cô nương, điểm nhẹ. Mạnh Tiểu miệng lập tức xẹp bắt đầu, dậm chân, cái này ra hỏa thật đáng ghét. Ta tới đây là quan tâm ngươi, ngươi vừa thấy mặt liền muốn đuổi ta đi, quá ghê tởm. Mạnh Tiểu côi nắm đấm, hung tợn đối Lữ Thiếu Khanh nói, có phải hay không muốn ta đánh ngươi? Tiêu Y thấy thế âm thầm nói, đại sư huynh, ngươi có thể yên tâm ở bên ngoài lãng. Mạnh Tiểu tỉ tỉ bộ dạng này cũng sẽ không lấy nhị sư huynh ưa thích. Quản Đại Ngưu thêm mắm thêm muối, đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, cái này ra hỏa chính là một cái hỗn đản, không thu thập không được. Hắn ước gì Mạnh Tiểu đi thu dọn Lữ Thiếu Khanh, sau đó ông y có lý do tới thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh đem đầu quay trở lại, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Y thấy thế, vội vàng nhảy ra khi cùng sự tình lão, nhị sư huynh, Mạnh Tiểu tỉ tỉ, được rồi, được rồi. Dù sao mọi người ở cùng một chỗ liền ở tại cùng một chỗ, nơi này gian phòng cũng nhiều, có phải hay không? Lữ Thiếu Khanh lay động chân bắt chéo, ai muốn ở chỗ này tiếp tục ở? Quản Đại Ngưu lập tức xông lên đến đây, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi không muốn ở ngươi liền ra ngoài a, đừng ở chỗ này đợi. Nơi này là ta gian phòng. Quản Đại Ngưu có chỗ dựa, phách lối rất nhiều, mập mạp khắp khuôn mặt là đắc ý. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, tựa hồ rất tức giận, hừ một tiếng, nói hay lắm hiếm có, sư muội, đi tìm sư phụ, chúng ta bây giờ liền ly khai. Mạnh Tiểu khẩn trương bắt đầu, cái này ra hỏa lại muốn đi sao? Trước đó không từ mà biện, hiện tại cũng là sảng khoái như vậy liền rời đi. Mạnh Tiểu vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Mặc dù biết rõ song phương sớm muộn cũng sẽ phân biệt, nhưng Mạnh Tiểu cũng không hy vọng nhanh như vậy liền phân biệt. Trở về a, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ tức giận bất bình, nơi này đã không có chuyện của ta, không quay về, chẳng lẽ còn tại nơi này chờ lấy Thiên Cung môn trả thù a? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi một câu, nhị sư huynh, chuyện của ngươi làm xong sao? Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là vì làm chuyện nào đó mà tới. Làm tốt lắm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm khen một câu. Thật không hổ là sư muội của mình, tự mình còn chưa nghĩ ra nên như thế nào dẫn xuất cái đề tài này đây. Lữ Thiếu Khanh đè ép ý cười, nói, hiện tại liền đi làm, sau khi hoàn thành liền trở về. Là đi làm cái gì a? Tiêu Y trong lòng hưng phấn, hiếu kỳ. Không nghĩ tới còn có thể theo kịp, vốn cho rằng lại tới đây không còn có kích thích việc hay. Nhị sư huynh muốn đi làm sự tình, nhất định rất kích thích đã nghiền. Mạnh Tiểu lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn ra, nàng cấp hống hống hỏi, đi làm cái gì? Nói cho ta, cũng muốn đi cùng. Náo nhiệt sự tình, không đi cùng gom góp một gom góp, đi ngủ đều sẽ mất ngủ. Cô nàng này, cũng không tránh khỏi quá đơn thuần a. Câu thẳng mồi mặn cũng có thể lên câu. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Quản Đại Ngưu thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, chết bàn tử cũng tới câu rồi. Quản Đại Ngưu đứng tại phía dưới, miệng chu, tựa như là tại huýt sáo, ánh mắt nhìn xem những phương hướng khác, một mặt không quan trọng bộ dạng, tai Chiêu Phong đoá lại là dựng thẳng lên đến, hướng về phía hắn bên này. Nghiêm túc chú ý hắn động tĩnh bên này. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng ha ha cười không ngừng, bàn tử, lần này còn không thu thập được ngươi. Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh Tiểu nói, ngươi đi cùng làm gì? Đi cùng ta đối nghịch, cho ta thêm phiền phức. Mạnh Tiểu lúc này gật đầu, hai cái viên thuốc đầu trên dưới lắc lư, hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, càng thêm sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vì đi cùng, Mạnh Tiểu cũng là không thèm đếm xỉa. Liên tục hướng Lữ Thiếu Khanh cam đoan, thậm chí cuối cùng còn nói như vậy, ngươi không tin, ta có thể dùng đạo tâm thể à. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cô nàng này, đã nắm giữ một điểm tinh túy. Cầm đạo tâm mở ra cái gì trò đùa. Ta ghét nhất chính là động một chút lại muốn lấy đạo tâm thể người. Lộng quyền tâm là cái gì? Đồ chơi sao? Tiêu Y nín đỏ mặt, nhị sư huynh, chính ngươi thường xuyên cầm cái này tới chơi, ngươi có ý tốt nói lời này sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không tin tự mình, Mạnh Tiểu gấp đến nghĩ dậm chân, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Con cá này câu vượt cắn càng sâu, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, không còn giấu giếm mục đích của mình, chỉ vào Quản Đại Ngưu nói, đánh cho hắn một trận. Ta liền tin ngươi, mang các ngươi cùng đi. Tiêu Y kịp phản ứng,
nhìn xem, đây chính là nhị sư huynh. Đắc tội nhị sư huynh, sao có thể còn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời đâu? Quản Đại Ngưu kinh ngạc, hỗn đản, mang muội tử đi đùa nghịch là giả, trừng trị ta mới là thật a. Hắn lập tức đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, ngươi đừng tin hắn, hỗn đản này khẳng định là nói lời nói dối, mục đích là muốn ngươi đánh ta, gây nên ngươi cùng sư phụ ngươi mâu thuẫn. Đây là ổn thỏa ly ở giữa mà tính, ngươi đừng tin hắn. Mạnh Tiểu cũng không nhịn được hoài nghi, mục đích tính quá rõ ràng. Chính như bàn tử nói tới, muốn ta đánh hắn a. Quản Đại Ngưu tiếp tục lớn tiếng la hét, ngươi đừng coi là Mạnh cô nương là ngốc, Mạnh cô nương cực kỳ thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, thất khiếu linh lung, như là thiên thượng tiên nữ, làm sao có thể bị ngươi lừa. Không hổ là thiên cơ cẩu tử, khen người từ ngữ chính là nhiều. Quản Đại Ngưu cũng là không thèm đếm xỉa, liều mạng vuốt mông ngựa, chỉ sợ Mạnh Tiểu động thủ đánh hắn. Mạnh Tiểu thực lực mạnh hơn hắn, hắn đánh không lại. Chủ yếu nhất là, đây là mới chỗ dựa đồ đệ, bị đánh, mới chỗ dựa cũng không thể giúp hắn. Mạnh Tiểu bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, càng xem bàn tử liền càng thuận mắt. Cái này mập mạp nhãn quang rất không tệ lắm, có thể phát hiện ta nhiều như vậy ưu điểm. Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm, đối Mạnh Tiểu nói, ta có thể lấy đạo tâm thề, ngươi đánh hắn, ta dẫn ngươi đi. Cũng không gạt các ngươi, lần này ta là đi tìm một cái bảo tàng, địa vị rất lớn, đoán chừng chơi rất vui. Tiêu Y, Mạnh Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Y ôm Mạnh Tiểu tay, đong đưa nàng nói, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền theo nhị sư huynh đi. Ta nhị sư huynh muốn giáo huấn bàn tử ca ca, ai tới đều không tốt dùng. Chẳng bằng thống khoái điểm, nhanh chóng để cho ta nhị sư huynh đáp ứng. Mạnh Tiểu ánh mắt xuống trên người Quản Đại Ngưu, đối Quản Đại Ngưu nói, bàn tử, không có ý tứ. Quản Đại Ngưu vừa sợ vừa giận, ngươi, ngươi. Hắn cảm giác được trời đều sập. Cái này hỗn đản ngươi cũng tin. Ta vừa rồi mông ngựa ngươi không phải cũng ăn chưa? Làm sao còn muốn đánh ta? Còn có hay không thiên lý? Nhìn thấy Mạnh Tiểu đi tới, Quản Đại Ngưu thấy thế, xoay người chạy. Lữ Thiếu Khanh thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi có dũng khí chạy, cũng đừng nghĩ đi theo ta đi, ngươi còn muốn hay không tin tức lớn? Quản Đại Ngưu cứng đờ, sau đó vẻ mặt cầu xin xoay người lại, đối Mạnh Tiểu nói, Mạnh cô nương, điểm nhẹ. Chương 495, đã không đi, liền cho ta làm triệu hoán thú a. Ung Y bên này mới vừa trở lại trong phòng của mình, đang ngồi xếp bằng xuống, liền nghe được Quản Đại Ngưu tiếng kêu thảm thiết. Ung Y nổi giận, tốt, hỗn đản tiểu tử, vậy mà không có đem ta để vào mắt. Quang thiên hóa nhật phía dưới dám khi dễ bàn tử. Không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ. Vừa vặn, ta có thể thừa cơ giáo huấn ngươi một cái, cho dù là thiếu huynh cũng không thể nói cái gì. Ung Y thở phì phò lao ra, bất quá lại nhìn thấy tự mình đồ đệ ngoan đè xuống bàn tử đánh đập. Cái này, Ung Y đầu óc trong nháy mắt quá tải, chuyện gì xảy ra? Bàn tử chọc phải ta đồ đệ ngoan. Không phải vậy làm sao lại bị đánh? Ngô, chỉ cần không phải tên hỗn đản kia tiểu tử đánh, ta coi như nhìn không thấy đi. Mạnh Tiểu xuất thủ mặc dù không bằng Lữ Thiếu Khanh như thế đại lực, nhưng cũng đủ làm cho Quản Đại Ngưu đau ngao ngao kêu. Chủ yếu là, Mạnh Tiểu so Lữ Thiếu Khanh càng thêm hiểu được đánh người. Mạnh Tiểu là đại sư tỷ, đối với sư đệ các sư muội, một lời không hợp liền lấy nắm đấm phục người, cũng đánh ra kinh nghiệm tới. Mấy quyền xuống dưới, Quản Đại Ngưu trong lòng cái kia hối hận a, làm sao như thế đau nhức. Tốt, Mạnh Tiểu đánh xong Quản Đại Ngưu về sau, vỗ vỗ tay, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, như thế nào? Như vậy được chưa? Muốn hay không còn bổ điểm? Ung Y thấy cảnh này, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, kém chút nghẹn chết. Hỗn đản a, hỗn đản. Ung Y tức giận đến muốn điên, dùng sức nện lấy tự mình ngực. Chính ngươi không dám động thủ, ngươi thế mà xui khiến ta đổ đệ ngoan. Ta sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua ngươi như thế hỗn đản ra hỏa. Phong chữ thiên đệ nhất hỗn đản. Ung Y cũng nhịn không được nữa, đằng đằng sát khí xuất hiện. Hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất vô tội. Ung tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Ung Y chiếc thứ hai lão huyết bị tức đến xông tới, chắn đến hắn ngực khó chịu. Quá ghê tởm. Hắn đối Quản Đại Ngưu nói, béo tiểu tử, ngươi có oan tình gì, ngươi cứ việc nói, ta giúp ngươi chủ trì công đạo. Quản Đại Ngưu nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Mỹ nữ đôi bàn tay trắng như phấn nghe rất tốt đẹp, rất kiều diễm. Nhưng Mạnh Tiểu đôi bàn tay trắng như phấn tương đương thiết quyền, đánh hắn nhân sinh vô vọng. Đây là lần thứ hai, so lần thứ nhất ác hơn. Tựa hồ là sợ cường độ nhẹ một chút, Lữ Thiếu Khanh liền không mang theo nàng đi đồng dạng. Quản Đại Ngưu cũng coi là bị đánh minh bạch. Lữ Thiếu Khanh có là thủ đoạn thu dọn hắn. Ai, kiếp trước nhất định là thọc thiên đạo quốc hoa đi, chọc giận thiên đạo, không phải vậy ta cũng sẽ không ở đời này gặp được cái này hỗn đản. Cho dù có chỗ dựa, cũng vô dụng. Quản Đại Ngưu tại thời khắc này đại triệt đại ngộ, cùng cái này hỗn đản không thể đối nghịch, nếu không sẽ chỉ thảm hại hơn.
Quản Đại Ngưu đứng lên, lắc đầu, lấy 45 độ độ nhìn qua bầu trời, ưu thương không thôi. Dạng này thời gian khi nào mới là đến cùng? Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Ung Y, Ung tiền bối, ngươi vừa ra tới liền thấy ngươi đồ đệ đang đánh mập mạp. Ngươi có muốn hay không thu thập ngươi đồ đệ? Mạnh Tiểu tức chết, hỏng ra hỏa. Nàng thở phì phì nói, còn không phải ngươi gọi ta. Ta chỉ là cho ngươi lựa chọn, đánh cùng không đánh, là từ chính ngươi quyết định, ta có thể không khống chế được. Mạnh Tiểu hơn khí, quơ nắm đấm, giảo hoạt, nói xong, ngươi nếu là không có dũng khí mang ta đi, ta thu thập ngươi. Ung Y lập tức khẩn trương bắt đầu, ta đi, phát sinh cái gì rồi? Hắn khẩn trương hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi muốn đi đâu? Bỏ trốn sao? Hỗn đản a, ta dạy đồ đệ đi ra ngoài là giải sầu một chút, mà không phải đem đồ đệ đưa đến người ta bên trong nghiệm đi. Đường đường Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ, xuất môn một lần bị người lừa gạt chạy, Ngọc Đỉnh phái còn biết xấu hổ hay không? Ta cái này là sư phụ còn biết xấu hổ hay không? Ung Y hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, cái này hỗn đản không nhìn xem một lát, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế dụ tình ta ngoan đồ nhi. Mạnh Tiểu nói, sư phụ, hắn nói muốn đi tìm tòi một cái bảo tàng, ta muốn đi theo đi chơi. Chơi? Người lớn bao nhiêu? Còn chơi? Ung Y muốn mắng người, bất quá ngẫm lại, cảm thấy đây tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh làm hư tự mình ngoan đồ nhi. Đối mặt Ung Y muốn giết người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chủ động hỏi Ung Y, Ung tiền bối, cùng một chỗ sao? Ta cùng một chỗ cọng lông, Ung Y xù lông, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, nhắc nhở hắn, ta đều bảo ngươi mang theo Mạnh tiểu nữ trở về. Ngươi không nghe, phải cứ cùng nhóm chúng ta tập hợp lại cùng nhau, vậy liền cùng đi chứ sao? Lữ Thiếu Khanh cũng rất hiện thực, đã ngươi không đi, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, trở thành ta triệu hoán thú, phi, tay chân đi. Nguyên Anh 9 tầng. Thực lực bày ở chỗ ấy, gặp được nguy hiểm cũng có thể điểm xuất phát tác dụng. Ung Y cỡ nào cáo già, Lữ Thiếu Khanh câu nói này nhường hắn hiểu được. Cái này hỗn đản tiểu tử đang tính kế lấy chính mình. Đồng thời trong lòng thầm giật mình Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, có lẽ từ vừa mới bắt đầu đuổi hắn đi ngay tại tính toán hắn. Ung Y hừ một tiếng, loại này bị tính kế cảm giác thật khó chịu, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cùng đi liền cùng đi. Phản ngươi, ta Ngọc Đỉnh phái trưởng môn, đường đường Nguyên Anh 9 tầng tồn tại. Là một phương đại lão, không phải tiểu đệ của ngươi, ngươi nói thế nào thì thế nào. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, ngươi xem, sư phụ ngươi không nguyện ý, ta cũng không có biện pháp. Ung Y thấy thế, một phương đại lão cũng nghĩ không có lực lượng rên rỉ một tiếng. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy hắn uy hiếp, hắn cái này đại lão tồn tại cũng không có cách. Ung Y trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ vừa rồi liền nghe lời nói, tranh thủ thời gian mang theo ngoan đồ nhi ly khai, rời cái này tên hỗn đản xa xa. Bây giờ bị bảo hộ, muốn đi mặt mũi không thể nào nói nổi, mấu chốt là đồ đệ ngoan cũng không vui. Hèn hạ hỗn đản tiểu tử. Ngươi cái này tiểu tử, rốt cuộc muốn đi nơi đó. Ung Y rất khó chịu, nói cho ngươi, gặp phải nguy hiểm đừng nghĩ ta xuất thủ cứu ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, hết sức hài lòng, chỉ cần ngươi cứu Mạnh tiểu nữ là được rồi. Mạnh tiểu nữ đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, không tin ngươi không xuất thủ. Dùng Ung Y cái này tay chân, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng càng đầy. Có Mạnh Tiểu theo bên người, không lo Ung Y không tận lực, cái này so đại sư huynh kế ngôn đáng tin cậy nhiều. Ung Y là nhân phẩm chất Lữ Thiếu Khanh cũng tin qua được. Coi như đến thời điểm đến tàng bảo địa, tìm được bảo bối, Ung Y muốn trở mặt, hắn cũng không sợ. Trong tay có tổ sư cho Mộc Điêu, đủ để chấn được Ung Y Lữ Thiếu Khanh, không có ý định ở chỗ này tiếp tục làm trạch nam. Thiên cung môn bị ma tộc công kích. Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lữ Thiếu Khanh mặc dù tự nhận tự mình làm rất khá, không có để lại chứng cứ. Nhưng là thiên cung môn là đại môn phái, thủ đoạn có là, mà lại lệnh hồ thì cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Lại nói, thiên cung môn tỷ lệ rất lớn sẽ hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Ung Y Nguyên Anh 9 tầng cảnh giới, không sợ thiên cung môn trả thù. Nhưng hắn sợ à, cho nên sớm làm ly khai triều thành. Đi lấy tự mình đồ vật, tranh thủ thời gian quay về Lăng Tiêu phái mới là chính đạo. Xuất phát. Chương 496, mục tiêu Tù Hồn Sơn Mạch. Tù Hồn Sơn Mạch là Yến Châu lớn nhất sơn mạch, cụ thể phạm vi không có người rõ ràng, cũng biết rõ như thế nào hình thành. Sơn mạch vượt ngang Trung Châu, Đông Châu, Yến Châu, một mực hướng bắc kéo dài. Ra triều thành, một đường hướng bắc đã không gặp được bất luận cái gì thành trì, về phần phàm nhân càng ít. Tới gần Tù Hồn Sơn Mạch mấy vạn dặm thời điểm, đã là ít ai lui tới, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo thân ảnh lướt qua, kia là tự kiềm chế mấy phần thực lực, có dũng khí tiến về Tù Hồn Sơn Mạch tìm tòi tu sĩ. Tù Hồn Sơn Mạch đại bộ phận quanh năm sương trắng bao phủ, nguy hiểm trùng điệp.
đối với nó ghi chép rất ít, tu sĩ chỉ dám ở ngoại vi biên giới tìm tòi, có can đảm tiến vào tù hồn sơn mạch chỗ sâu người mà lại có thể trở về ít càng thêm ít. Đối với tù hồn sơn mạch truyền thuyết có rất nhiều, có nói là tiên nhân kiếm gãy hình thành, có nói là thần ma thân thể, cũng có nói là thiên đạo một bộ phận. Các loại kỳ quái truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, lên thuyền về sau, biết rõ Lữ Thiếu Khanh mục tiêu là tù hồn sơn mạch về sau, Ung Y sắc mặt đại biến. Nhịn không được gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Tù hồn sơn mạch đáng sợ, Ung Y những loại người này từ nhỏ nghe được lớn. Tu luyện tới hiện tại, hắn có đi tìm tòi qua tù hồn sơn mạch, cũng chính là như thế. Hắn so mọi người ở đây càng thêm rõ ràng tù hồn sơn mạch đáng sợ. Tù hồn sơn mạch những cái kia xương trắng không phải phổ thông xương trắng, nó có thể áp chế linh thức thần niệm, để cho người ta như là mù lòa. Bên trong còn có các loại hung thú, thậm chí có khả năng tồn tại yêu thú, đừng nói nguyên anh, cho dù là hóa thần xâm nhập cũng là lành ít dữ nhiều. Bên trong có đủ loại nguy hiểm, một cái không đáng chú ý sâu bọ cũng có thể muốn một tên nguyên anh tính mạng. Ung Y đem tù hồn sơn mạch đáng sợ nói ra về sau, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, đối Lữ Thiếu Khanh quát, ta không biết rõ ngươi từ nơi nào tìm đến cái gọi là tàng bảo đồ, nhưng loại này tàng bảo đồ tuyệt đối giả, loại này tàng bảo đồ không có 100 vạn cũng có 10 vạn, ngươi không muốn đần độn làm tiếp. Ung Y nghĩ nhảy thuyền, bà nội, đây là lên phải thuyền giặc a, nếu như không phải có ma quỷ tiểu đệ hình chiếu, Lữ Thiếu Khanh khẳng định cũng cảm thấy tàng bảo đồ là giả. Thậm chí hồ, liền xem như thật, hắn cũng lười để ý tới. Nhưng cái này cùng ma quỷ tiểu đệ có mật thiết liên hệ, có thể bị ma quỷ tiểu đệ chủ động hình chiếu ra, cái này đồ vật thật không thể lại thật, mà lại, bên trong là có hắn muốn đồ vật, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì đạt được bên trong đồ vật sao? Không chừng có vài ức mai linh thạch đang chờ hắn. Loại tình cảnh kia, ngẫm lại liền kích thích. Lữ Thiếu Khanh lau một cái nước bọt, ông cụ non đối Ung Y, Ung tiền bối, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Không phải liền là tù hồn sơn mạch sao? Cần phải sợ thành như thế. Nói thì nói thế, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không nhịn được cô. Có thể làm cho Ung Y cũng kêu sợ hãi không thôi, cái này cần nguy hiểm cỡ nào a? Lữ Thiếu Khanh trong lòng có mấy phần thoái ý, nhưng là đến cũng đi tới nơi này, cứ như vậy rút đi, hắn thực tế không cam tâm. Lần này đem Thiên Cung Môn trị thành dạng này, nếu là Thiên Cung Môn người biết rõ hắn là chủ sử sau màn, cái này, đắc tội hóa thần lại thêm một cái. Tới trước bên kia nhìn xem mới quyết định đi, nếu quả như thật rất nguy hiểm, trở về nơi cũ tới đi. Ung Y bên này bị tức chết, ta đây là ăn ngay nói thật, đến miệng ngươi bên trong chính là khẩn trương cùng sợ. Thật muốn một bàn tay đập chết ngươi. Ung Y bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Thiều Thừa. Thiều huynh, tù hồn sơn mạch đáng sợ ngươi cũng đã được nghe nói a. Ngươi còn nhường hắn hồ nháo xuống dưới. Lôi kéo các ngươi cùng đi, dự định một người nhà thật chỉnh tề sao? Thiều Thừa lắc đầu, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, lần này thật nhất định phải đi không thể sao? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ. Không phải vậy ta chạy xa như vậy tới đây làm gì? Tốt a, nhị đồ đệ mặc dù hỗn trướng, nhưng làm người rất đáng tin cậy, đáng giá hắn tự mình chạy sự tình, nhất định 10 điểm trọng yếu. Thiều Thừa không có ý định ngăn cản, lại hỏi, ngươi có nắm chắc không? Vẫn như cũ là vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu là có nắm chắc, hắn liền sẽ không tại nơi này chờ lâu như vậy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có nắm chắc, tới trước tù hồn sơn mạch chỗ ấy nhìn xem, thực tế không được, liền trở về nơi cũ tới. Yên tâm, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Hỗn trướng, nói cái gì đây? Lại là muốn để tự mình mắng chửi người, bất quá Thiều Thừa an tâm. Sau đó hắn nói, ngươi dạng này nghĩ liền tốt. Ung Y nháy mắt mấy cái, tháp mèo, các ngươi đôi thầy trò này chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy, ngươi làm sư phụ không có là sư phụ bộ dáng, làm đồ đệ không có đồ đệ bộ dạng. Sư phụ uy nghiêm đâu? Uy tín đâu? Hắn không nghe lời, đánh hắn a, không mang theo dung túng như vậy cưng chiều. Quen tử như giết con, biết hay không? Ung Y cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, Thiều Thừa chỉ là hỏi hai vấn đề không có ý định can thiệp. Ung Y khó có thể tin, hắn hỏi Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn rồi. Thiều Thừa mỉm cười, người thành thật trên mặt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo, Ung huynh, yên tâm đi, cái này tiểu tử mặc dù bình thường có thể đem người cho tức chết, nhưng hắn làm việc đáng tin cậy, chưa từng sẽ làm loạn. Ung Y nghe vậy, quay đầu lại trên dưới dò xét một phen Lữ Thiếu Khanh, hắn liền nhìn không ra Lữ Thiếu Khanh có cái này ưu điểm. Được rồi, cho chút mặt mũi Thiều huynh, không chửi bậy cái này. Ung Y vẫn là rất lo lắng, hắn chỉ biết đến Lữ Thiếu Khanh hỗn đản, kiến thức không đến Lữ Thiếu Khanh cái khác ưu điểm. Lữ Thiếu Khanh suy tư một chút về sau, hắn đối mọi người nói, các ngươi ai muốn lo lắng, hiện tại có thể xuống thuyền, không miễn cưỡng các ngươi, để tránh đến thời điểm chết oán ta. Ung Y tức đến méo mũi, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi xem một chút, cái này gọi là sự tình đáng tin cậy sao?
mới vừa xuất phát liền chú mọi người chết rồi. Thiều Thừa cũng là cười khổ lắc đầu, người bình thường là chịu không được Lữ Thiếu Khanh phương thức nói chuyện, quá trực tiếp. Đám người đối Lữ Thiếu Khanh không có cái gì phản ứng. Không ai nghĩ tại cái này thời điểm xuống thuyền ly khai. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng là hiếu kỳ là thiên tính của con người, không tự mình trải qua một phen, vĩnh viễn không biết rõ rất nguy hiểm đến cùng là nhiều nguy hiểm. Nhìn thấy đám người không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y nói, Ung tiền bối, ngươi không mang theo Mạnh tiểu nữ xuống thuyền. Ta ngược lại thật ra nghĩ a, nhưng là, Ung Y có chút bất đắc dĩ chính nhìn xem đồ đệ. Mạnh tiểu không có xuống thuyền ý tứ, ngược lại tại biết rõ muốn đi tù hồn sơn mạch về sau, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Đã cùng Tiêu Y tụ cùng một chỗ thương lượng đến thời điểm đến tù hồn, sơn mạch làm thế nào, đem lần này coi như du lịch đồng dạng. Đồ đệ muốn đi, Ung Y cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu đi theo. Không phải vậy, lấy Mạnh tiểu thực lực, đến chỗ ấy về sau, nói không chừng ngày thứ hai liền thành phân bón. Ung Y sụ mặt đối Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, nói cho ngươi, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, ta biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cười đánh gãy Ung Y, cái này ta quen thuộc, gặp phải nguy hiểm, mọi người tất cả chạy tất cả. Chương 497, tiến vào tù hồn sơn mạch. Mặc dù nói tù hồn sơn mạch cự ly triều thành 10 vạn dặm, trên thực tế, cự ly càng xa. 10 vạn dặm cự ly chỉ là tù hồn sơn mạch biên giới. Phi thuyền đến nơi này, Lữ Thiếu Khanh đứng tại phi thuyền phía trên, trông về phía xa phía trước. Nơi xa, ở chân trời như là một vệt đen liên miên, ở chỗ này đã xuất hiện một chút nhàn nhạt sương trắng. Lữ Thiếu Khanh thần thức kéo dài đi qua, chính như Ung Y nói như vậy, những sương trắng này có thể áp chế linh thức thần thức. Như là áp chế linh thức thần thức trận pháp, không cách nào tìm tòi đến càng xa. Hiện tại nơi này chỉ là biên giới phạm vi đã dạng này, các loại đến thâm nhập vào đi, sẽ chỉ áp chế càng thêm lợi hại. Cùng trong tưởng tượng âm u đầy tử khí khác biệt, ánh nắng phóng xuống đến, hình thành mỹ lệ thải hồng, chim hót hoa nở, tràn ngập sinh cơ, nơi này cũng thỉnh thoảng sẽ có một chút tu sĩ bóng người. Dần dần xâm nhập, càng đến gần tù hồn sơn mạch, màu trắng sương mù dần dần tăng nhiều, chung quanh đã không có bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Động vật ngược lại nhiều hơn. Có khéo léo đẹp đẽ chim nhỏ tại trong rừng ca hát, cũng có vỗ cánh mấy trượng khổng lồ phi cầm lướt qua không trung, to lớn cái bóng theo mặt đất lướt qua. Trên mặt đất, có quần cư mà tụ, chơi đùa tại rừng cây cùng nham thạch ở giữa tiểu động vật, cũng có cô ảnh độc hành trong rừng bá chủ. Đại thụ che trời, trăm trượng cự mộc, rậm rạp rừng cây, ít ai lui tới. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã xuống thuyền, đi bộ tiến vào sơn mạch. Ung Y nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Thân là nguyên anh tu sĩ, cảm giác nhạy cảm, tiến vào nơi này về sau, hắn liền cảm giác được trận trận kiềm chế. Tựa hồ ở chỗ này đang ngủ say kinh khủng tồn tại. Lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, sau đó đem hắn một ngụm nuốt. Ung Y nhìn mọi người một cái, cũng chỉ có Thiều Thừa cùng hắn có vẻ mặt như thế. Thanh niên nhóm, Úc Linh mặt lạnh lấy, cứng nhắc, tựa hồ ai cũng thiếu tiền của nàng. Hai mắt hờ hững, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Quản Đại Ngưu, hai mắt tỏa ánh sáng, đầu không ngừng đổi tới đổi lui, tựa hồ muốn đem nơi này hết thảy cũng ấn tiến vào trong óc của hắn. Mạnh Tiểu cùng Tiêu Y hai người đi sau lưng Lữ Thiếu Khanh, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, thỉnh thoảng thấp giọng nói nhỏ. Thấy được mới lạ thực vật hoặc là động vật, đều sẽ phát ra thanh âm kinh ngạc, líu lo díu dít, như là chim nhỏ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, cùng bình thường không hề khác gì nhau, một bộ dáng vẻ lười biếng, thảnh thơi đi ở trước nhất. Ung Y nhịn không được hỏi, tiểu tử, người biết rõ mục đích. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, xem như thế đi. Sau khi nói xong, hắn điềm nhiên như không có việc gì chuyển động chính một cái trong tay chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn tại có chút phát ra nóng, đang vì hắn chỉ vào phương hướng. Khi tiến vào sơn mạch về sau, chiếc nhẫn cứ như vậy. Cùng trước đó gặp kia mấy món đặc thù vật phẩm thời điểm, có chút phát nhiệt. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn đâu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Ánh mắt bên trong ẩn giấu đi ngưng trọng. Tất cả mọi người là tu sĩ, ngoại trừ Tiêu Y, đều là kết đan kỳ trở lên, tốc độ không chậm. Phàm nhân muốn đi đến 10 ngày 10 đêm cự ly, bọn hắn 1-2 canh giờ là được rồi. Bọn hắn rất nhanh liền xâm nhập tù hồn sơn mạch chỗ sâu, mà ở trong đó, nguy hiểm cũng bắt đầu dần dần hiển lộ. Hô! Một trận gay mũi gió tanh thổi lên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cái hơn một trượng to rắn độc bỗng nhiên theo trên cây lao thẳng tới mà xuống. Dài trăm thước thân thể như là dây thừng đồng dạng quấn quanh mà đến, đem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người bao phủ đi vào. Bén nhọn sắc bén răng độc như là ngón cái to nhỏ, mặt ngoài hiện lên sâu kín hàn quang. Đây là hung thú, so với dã thú càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu, càng thêm cường đại. Cái này rắn độc ở chỗ này một vùng là bá chủ, phương viên, trong vòng 10 dặm không có bất luận cái gì xúc chinh có dũng khí khiêu chiến quyền uy của nó.
nó đem đột nhiên chuyển vào tới Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trở thành tươi mới cơm trưa. Nhưng mà nó lại là tìm nhầm con mồi. Mạnh Tiểu hét lớn một tiếng, cùng thét lên Tiêu Y khác biệt, nàng nhìn thấy cái này rắn độc, như là thấy được mới lạ đồ chơi, hưng phấn lên, rắn. Sau đó nàng cũng giống độc rắn đồng dạng nhào tới, giống một đầu hổ cái già, nhe răng trợn mắt lao thẳng tới mình con mồi. Rắn độc mặc dù không phải yêu thú, một thân lân giáp hàn quang lập lòe, lực phòng ngự kinh người, thân thể cao lớn cùng rào sát cường độ, lại thêm miệng răng độc, thực lực có thể so với kết đan tu sĩ. Bất quá Mạnh Tiểu là kết đan 9 tầng, thực lực kinh người. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng phát sau mà đến trước, hung hăng đệm ở rắn độc trên thân thể. Keng, như là đánh vào trên miếng sắt, phát ra chói tai kim qua âm thanh. Rắn độc như là một cái roi bị hung hăng hất ra, thân thể đập trúng trên đại thụ che trời, cự mộc chấn động, vô số cành lá rơi xuống, thân thể phát ra soạt 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 thanh âm, xuất hiện vết rách. Rắn độc bị nện đến hoa mắt vắng đầu, nửa ngày chậm không quá mức đến, dài trăm thước thân rắn theo bản năng run rẩy vặn vẹo. Mạnh Tiểu lại lần nữa nhào tới, đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía rắn độc đầu hung hăng đập xuống. Rắn độc liều mạng dãy giụa, to lớn thân rắn không ngừng vặn vẹo, không ngừng đập mặt đất, phát ra to lớn tiếng oanh minh, đạp nát cây cối, tảng đá, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà đây hết thảy cũng không làm nên chuyện gì, nó căn bản không tránh thoát được Mạnh Tiểu khống chế, chỉ có thể vô lực co rúm. Thân rắn liều mạng quật, cuối cùng động tĩnh chậm rãi yên tĩnh, đình chỉ dãy giụa. A, Mạnh Tiểu cũng ngừng lại, ồ lên một tiếng. Kỳ quái, như thế không khỏi đánh sao? Ta cũng còn không chút dùng sức. Nàng lắc lắc nắm đấm, trên nắm tay không có bất kỳ vết thương. Quản đại ngư hù chết, hắn cái này thời điểm mới biết rõ Mạnh Tiểu, thu dọn hắn lúc sau đã là hạ thủ lưu tình. Cái này rắn độc còn mạnh hơn hắn, bị Mạnh Tiểu chùy đến không hề có lực hoàn thủ, bị tươi sống đập chết. Nhìn xem rắn độc đầu cơ hồ bị nện nát, một đôi xà nhãn lồi ra đến, thật dài lưỡi rắn lưu tại miệng bên ngoài, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Quản đại ngư chỉ muốn nói với Mạnh Tiểu một câu, cảm tạ ân không giết. Tiêu Y bên này không gì sánh được sùng bái, nàng tiến tới, sùng bái lên Mạnh Tiểu, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Mạnh Tiểu dương dương đắc ý chống nạnh, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, chỉ là rắn, không hề có một chút vấn đề. Nói cho ngươi, khi còn bé ta rất ưa thích chính là đi đồng ruộng bên trong tìm những này rắn, thiềm thử những này tới chơi, có thể đã nghiền. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được Mạnh Tiểu rất mạnh. So với sư muội Doãn Kỳ còn muốn mãnh liệt hơn mấy phần. Mạnh Tiểu dương dương đắc ý suy hư nàng khi còn bé lớn mật, đồng thời hỏi Lữ Thiếu Khanh, như thế nào, lợi hại sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chân thành tán thưởng, lợi hại, ta liền chưa thấy qua có mấy cái giống như người lợi hại người. Cho dù là tu sĩ, cũng có rất nhiều nữ tu sĩ e ngại những độc vật này. Chính mình cái này ngu xuẩn sư muội chính là tốt nhất chứng minh, tiếng kêu chói tai ồn ào quá. Phải hảo hảo huấn luyện nàng một cái. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thăm thẳm, bên này Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Chương 498, cầm đi cho sư phụ ngươi bồi bổ, sư phụ ngươi có chút hư. Tiêu Y thân thể đột nhiên run run một cái, nói thầm, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác được một cỗ hàn ý đâu? A, không đúng. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện, trước kia cũng có xuất hiện qua. Tiêu Y đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía mình nhị sư huynh. Vừa mới bắt gặp tự mình nhị sư huynh thu hồi ánh mắt. Tiêu Y tê cả da đầu, nàng minh bạch, nhị sư huynh khẳng định là đang nghĩ lấy như thế nào thu thập mình. Là ghét bỏ thực lực mình thấp vẫn là ngại vứt bỏ tự mình vừa rồi biểu hiện. Tiêu Y cũng biết mình vừa rồi biểu hiện rất kém cỏi. Nhưng không có biện pháp, sợ rắn, đây là nữ hài tử thiên tính a, có thể có mấy cái tự người Mạnh Tiểu tỷ tỷ như thế. Nhị sư huynh, ta, Tiêu Y muốn nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đi, đem ra rắn lột bỏ tới. Tiêu Y ngây dại, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta sợ rắn a, trước đó ngươi muốn giáo huấn ta đều là tới lặng lẽ, làm sao hiện tại không có chút nào che lấp, không kiêng nể gì cả đây. Ra một chuyến, ngươi làm sao lại biến thành người khác đâu? Có phải hay không là ngươi bị đại sư huynh bỏ xuống, trong lòng không công bằng, dẫn đến tính tình đại biến? Tiêu Y hoài nghi mình nghe lầm, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Lữ Thiếu Khanh a a nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Có thể, thế nhưng là, cái này ra rắn lột cũng không, vô dụng a. Mạnh Tiểu bên này hắc hắc cười không ngừng, tự thân vì nàng giải hoặc, nói, cái này rắn ra rắn còn có chút dùng, vượt qua nhất phẩm phẩm chất, cũng coi như tài liệu không tệ. Tiểu Y muội muội, ta tới giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, cũng biết rõ Tiểu Y sợ rắn, nhưng nàng một người đi lột ra có chút khó. Lột xong, lại đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái cây, ngồi xếp bằng xuống.
Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ tới gần rắn độc, ở nơi đó khoa tay múa chân, không biết rõ như thế nào ra tay. Theo ở phía sau Ung Y gặp đây, nhịn không được hỏi Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi liền mặc cho kia tiểu tử khi dễ như vậy sư muội, quá mức a, đây là đồ bá người thiết, là sư huynh ức hiếp sư muội, bá lăng hành vi, bất lợi cho sư môn đoàn kết. Làm sư phụ, làm sao có thể ngồi nhìn loại hành vi này phát sinh đâu? Quản, nhất định phải quản a, Thiều Thừa lắc đầu, mặt mang mỉm cười. Không sao, Thiếu Khanh cũng là vì tiểu y tốt. Ung Y rất im lặng, lời nói thấm thía, lấy người từng trải giọng điệu đối Thiều Thừa nói. Thiều huynh, như người loại này giáo dục phương pháp là không được, thân là sư phụ, nhất định phải nghiêm khắc quản giáo, không thể bỏ mặc không quan tâm. Giống kia tiểu tử, ta nhìn hắn toàn thân trên dưới 100 cái tâm mắt, không có một cái tâm nhãn là tốt, nhất định phải giáo huấn hắn, thu dọn hắn. Không nói gạt ngươi, ta còn có mấy cái đồ đệ, bọn hắn nếu là dám dạng này, đánh không chết bọn hắn cũng coi như ta tính tính tốt. Thiều Thừa quay đầu lại nhìn Ung Y một cái, ha ha cười không ngừng. Thổi a ngươi, ngươi đối ngươi đồ đệ là thái độ gì, cho là ta không nhìn ra được sao? Ngươi so với ta tốt không đến đi đâu, ngươi cả ngày nhe răng trợn mắt, hận không thể nuốt đồ đệ của ta, còn không phải bởi vì ta đồ đệ cùng ngươi đồ đệ quan hệ tốt sao? Thiều Thừa nhàn nhạt trả lời một câu, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Có ta ở đây, đoàn bọn hắn kết cực kỳ, sẽ không có vấn đề. Ung Y tức chết, làm sao lại không nghe đâu? Hắn nói, ngươi dạng này phóng túng, hắn ngày sau có thể có cái gì thành tựu? Thiều Thừa trong lòng cười thầm, vẫn là giọng nói nhàn nhạt, ta đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đều là nguyên anh kỳ, tiểu đồ đệ kém một chút, chỉ là trúc cơ kỳ. Ngữ khí bình thản, lại tràn ngập kiêu ngạo, thậm chí còn có mấy phần đắc ý, ngươi còn không hiểu rõ đồ đệ của ta, nếu không ngươi quả quyết sẽ không nói như vậy ngươi là nguyên anh, chín tầng lại như thế nào, ánh mắt a, vẫn là thiển cận cực kỳ. Theo Thiều Thừa, đồ đệ của hắn là tuyệt nhất, không ai có thể so sánh. Nhìn xem, Ung Y lập tức bắt được Thiều Thừa trong lời nói sơ hở, tiểu nha đầu mới trúc cơ kỳ, liền bị thân là nguyên anh sư huynh ức hiếp, đây là ổn thỏa bá lăng. Kia tiểu tử nói rõ là cố ý ức hiếp ngươi tiểu nha đầu. Thiều Thừa nhìn xem Tiêu Y đã kiên trì đi theo Mạnh Tiểu bắt đầu lột da rắn, hắn mỉm cười. Đây là vì giúp Tiểu Y vượt qua khuyết điểm. Đây là Thiếu Khanh trước sau như một làm phép. Ung Y không thể nào hiểu được, trước sau như một làm phép. Giống như vậy xuống dưới, không có mấy ngày tiểu nha đầu này liền sẽ sụp đổ. Ta nhìn nàng tốc độ tu luyện chậm như vậy, khẳng định là quanh năm bị khi phụ mà dẫn đến. Ung Y coi là Thiều Thừa, ba cái đồ đệ không sai biệt lắm cùng một thời gian vào cửa. Hai cái đại đồ đệ đã là nguyên anh, tiểu đồ đệ chỉ là trúc cơ kỳ, khẳng định là bị khi phụ đến không dám tu luyện. Thiều Thừa càng thêm đắc ý, ưỡn ngực, chậm rãi hướng Ung Y khoe khoang. Người biết rõ ta tiểu đồ đệ vào cửa bao lâu sao? Bao lâu? Thiều Thừa nắm chặt lấy ngón tay, tính một cái, cuối cùng lại hai tay chắp sau lưng, như là thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói, tính toán thời gian, vẫn chưa tới 2 năm, nàng mới vừa vào cửa thời điểm vẫn là luyện khí 7 tầng, hiện tại đã là trúc cơ 6 tầng. Ta xem chừng, tiếp qua một chút thời gian, rất nhanh liền có thể được đến trúc cơ 7 tầng. Cái gì? Ung Y chấn kinh, một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Hắn khó có thể tin nhìn qua Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi không phải là đang nói cười a? Người khác đột phá là lấy năm làm đơn vị, đặt ngươi trong miệng, ngươi đổ đệ đột phá là lấy nguyệt làm đơn vị. Nói đùa cái gì, như thế thiên tài sao? Tựa hồ cảm thấy Ung Y dạng này chấn kinh biểu lộ còn chưa đủ đã nghiền, Thiều Thừa lần nữa chậm rãi nói, ta hai cái đổ đệ là 10 năm, ngô, 11 năm vào cửa trước đó, bọn hắn vẫn là phàm nhân một cái. Ung Y lần nữa bị kinh trụ, lần này hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Hắn không thể tin được. Nói đùa sao? Thiều huynh, ngươi xác định ngươi thu là người, mà không phải yêu quái. Cái này một cái Ung Y biểu lộ người nhường Thiều Thừa rất hài lòng, trong lòng loại kia đắc ý không cách nào hình dung. Hắn đối Ung Y nói, cho nên, đồ đệ của ta làm sự tình, ta xưa nay không hỏi đến, bọn hắn cũng sẽ không để ta thất vọng. Nhưng nói, Thiều Thừa trong lòng sinh ra nhàn nhạt ưu thương. Chủ yếu là, ta người sư phụ này nghĩ nhúng tay cũng khó, còn không bằng nhường chính bọn hắn giày vò. Ta cái này là sư phụ, chủ yếu là giữ gìn sư môn đoàn kết là được rồi. Ung Y khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu tử, thật sự có như vậy thiên tài cùng yêu nghiệt sao? Cái này tiểu tử cũng như thế yêu nghiệt, hắn đại sư huynh, Thiều huynh trong miệng đại đồ đệ đến cùng sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt đâu? Ha ha, mật rắn, thật to lớn. Mạnh Tiểu Thanh âm truyền tới, nàng theo bụng rắn bên trong lấy ra một cái mật rắn, so với nàng nắm đấm còn lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, cầm đi cho sư phụ ngươi bồi bổ, sư phụ ngươi có chút hư. Ung Y giận dữ, hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Chương 499, Tiểu Hồng khác thường. Lột xong da rắn về sau, một đoàn người tiếp tục lên đường.
Tiêu Y sắc mặt vẫn là trắng bệch. Nàng tham dự lột da rắn, nhưng đầu nàng ra tóc nha, hiện tại cũng không có tốt hơn tới. Thật là đáng sợ. Không đúng, là thật là buồn nôn. Tiêu Y hiện tại cảm thấy là buồn nôn nhiều hơn đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, cũng không có quá nhiều giải thích. Theo Ung Y, Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này quá mức ghê tởm. Bất quá sư phụ Thiều Thừa đi quan tâm vài câu về sau, cũng không nói thêm gì, hắn cái này làm ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là, hắn là càng phát ra nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt. Hỗn đản, ai hắn a hư rồi. Bất quá viên kia mật rắn hoàn toàn chính xác rất lớn, không biết rõ hiệu quả như thế nào. Trở về được ngoan đổi nhí muốn tới nghiên cứu một chút. Phi, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Tiêu Y này lại đã đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, ta không làm sai cái gì đi. Có a, Lữ Thiếu Khanh móc lỗ tai, nói, ngươi vừa rồi kêu quá lớn tiếng, đem tai ta phân cũng rung ra tới. Quả nhiên là bởi vì cái này sao? Tiêu Y muốn khóc, ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn rắn, dọa, hù dọa, dọa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, thanh âm kéo đến thật dài, thấy Tiêu Y cúi đầu, đã lớn nhiều rồi. Sinh nhật qua a, 18 đi, chúc cơ kỳ đi, còn dọa lấy. Ngươi tại sao không trở về nhà, để ngươi cha tìm chậu hoa đem ngươi cắm bắt đầu, mỗi ngày cho ngươi vẩy lướt nước, phơi nắng mặt trời. Ngươi còn tu luyện làm gì? Tiêu gia đại tiểu thư xưng hào nhiều uy phong. Tiêu Y sắc mặt táo hồng, khôi phục huyết sắc, cảm giác xấu hổ không thôi. Hoàn toàn chính xác, thân là tu sĩ, loại xương độc này mặc dù xem chính là đáng sợ, đối nàng cũng có uy hiếp, nhưng không đến mức sợ hãi. Cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều đáng sợ đồ vật, dạng này sợ, như thế sợ, còn tu luyện cái rắm. Nhưng là, cái này rắn, thật rất để cho người ta sợ hãi a. Biết rõ nhị sư huynh tức giận, Tiêu Y cũng không dám giả biện, vội vàng nhận lầm, vâng, nhị sư huynh, ta sai rồi. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngươi sợ là sợ, không có việc gì, nhưng là ngươi làm lấy nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt kêu, ngươi mất mặt không quan hệ, ta cùng sư phụ đi theo mất mặt, ngươi cũng không nghĩ một chút, sư phụ có thể hay không bị người chê cười. Tiêu Y này lại mới chính thức minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại không vui nguyên nhân, là sợ sư phụ tại Ung Y trước mặt mất mặt. Hiểu được về sau, Tiêu Y ngược lại có chút cao hứng. Dạng này nhị sư huynh mới khiến cho người ưa thích tôn kính nha. Tiêu Y lần nữa nhận lầm. Biết rõ, nhị sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không dạng này. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, lần này sự tình. Nhớ kỹ viết 10000 chữ tâm đắc đến cho ta. Tiêu Y tại chỗ tự bế, lúc này mới mấy tháng không có viết, hiện tại lại tới. Mạnh Tiểu đi theo bên cạnh, một mực lắng tai nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Lần đầu tiên nghe được mới mẻ từ ngữ Mạnh Tiểu lập tức vọt tới, hiếu kỳ hỏi, tâm đắc. Cái gì là tâm đắc? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy tò mò Mạnh Tiểu, giảo hoạt cười một tiếng, hỏi, ngươi muốn? Mạnh Tiểu gật đầu, nghĩ a. Song khi nghe được tâm đắc là dạng gì, Mạnh Tiểu không nói hai lời, nhượng bộ lui binh. Đây không phải tra tấn người sao? Nàng tình nguyện cùng quái vật đại chiến 10 trận cũng không nguyện ý viết cái gì tâm đắc. Nói đùa, đây là người tài giỏi sự tình sao? Mạnh Tiểu không quên là Tiêu Y đánh ôm bất bình, có ngươi dạng này là sư huynh sao? Liền sẽ ức hiếp sư muội. Ngươi quá xấu rồi, xem chừng ta đánh ngươi. Ung Y ở phía sau khi nghe, trong lòng vui mừng, đây chính là đồ nhi ngoan của ta, Băng Tuyết thông minh, xem rõ ràng cái này hỗn đản tiểu tử chân diện mục. Không sai, cái này tiểu tử chính là hỗn đản, ngoan đồ nhi, đây chính là hắn bộ mặt thật, ngươi cũng không nên bị hắn lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cũng không tức giận, hắn đối Tiêu Y nói, đã có người vì ngươi đánh ôm bất bình, ngươi đi mở đường đi. Tiêu Y lập tức đau cả đầu. Nói đùa, nơi này nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ tung ra một con dã thú hung thú cái gì, một ngụm là có thể đem nàng nuốt. Nhị sư huynh, ta. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy nàng, không có thương lượng, nơi này liền ngươi yếu nhất, ngươi không mở đường, ai mở đường. Mạnh Tiểu lần nữa là Tiêu Y đánh ôm bất bình, không thể khi dễ như vậy người. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y biết mình không có lựa chọn khác. Thậm chí, nàng đều không có đi tìm sư phụ. Tại Thiên Ngự Phong bên trong, sư phụ của nàng uy tín trong lòng nàng chỉ có thể xếp thứ ba. Tiêu Y ngoan ngoãn đi mở đường. Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quờ nắm đấm. Rất bất mãn Lữ Thiếu Khanh cách làm này, ngươi quá ghê tởm. Cái này ra hỏa, làm ta quá là thất vọng. Sau đó thở phì phò chạy tới bồi tiếp Tiêu Y, ở phía trước mở đường. Ung Y thấy cảnh này, vui vẻ đến nghĩ hát vang một khúc. Đúng, đúng, liền hẳn là dạng này. Xem rõ ràng hỗn đản tiểu tử chân diện mục. Cái này hỗn đản tiểu tử không đáng, cũng không thèm khát. Mạnh Tiểu bên này thở phì phò tìm tới Tiêu Y, quơ nắm đấm đối Tiêu Y nói, Tiểu Y muội muội, ngươi không cần quản hắn. Về sau có cơ hội liền thu thập hắn, ta có thể giúp ngươi.
Tiêu Y không có tức giận, nàng biết mình nhị sư huynh đối với mình tốt, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, quen thuộc, nhị sư huynh là vì để cho ta có thể tiến bộ, không thể nào. Mạnh Tiểu tò mò, một phen hỏi thăm, hiểu rõ về sau. Mạnh Tiểu cảm giác điều khó mà tin, sau đó từ từ chạy về đến, đối Lữ Thiếu Khanh nói, uy, ngươi thật đối sư muội của ngươi tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nói, ta đang tìm cơ hội một cước đem nàng đá xuất sư muội, quá ngu, mang ra cho ta mất mặt. Tim không đồng nhất, đàn ông các ngươi chính là chán ghét như vậy. Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh làm một cái mặt quỷ, sau đó lại chạy tới phía trước mở đường. Ung Y ở phía sau nhìn xem, nghe, tay của hắn bất chi bất giác bên trong lại che trên ngực. Chuyện gì xảy ra? Không tức giận. Giữa hai người bầu không khí làm sao như vậy kiều diễm? Sẽ không thật mắt đi mày lại, cấu kết lại, phi, tốt hơn đi. Ung Y lo lắng hỏi Thiều Thừa, Thiều huynh, cái này tiểu tử có đạo lữ không có? Thiều Thừa thở dài, có vẻ hơi lo lắng, không có a, ta cũng hy vọng hắn nhanh chóng tìm đạo lữ, định nhất định, sửa lại tính tình. Thiều Thừa biểu lộ u buồn, lo lắng, cực kỳ giống một vị lo lắng nhi tử tìm không thấy nàng dâu phụ thân. Ung Y tâm trong nháy mắt nhắc lên, Ngọc Đỉnh phái sẽ không thật trở thành đồ cưới a. Bỗng nhiên, Tiêu Y đột nhiên kêu một tiếng, Tiểu Hồng. Đám người xem xét, cái gặp một mực ghé vào Tiêu Y trên đầu ngủ linh sủng Tiểu Hồng. Bay nhảy quạt cánh hướng phía trước bay đi, rất nhanh biến mất giữa khu rừng. Chương 500, yêu thú. Cái này, đột nhiên biến hóa, nhưng đám người phản ứng không kịp, các loại đến kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Hồng đã biến mất tại thanh thúy tươi tốt trong rừng. Xỏa điểu, trở lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh bên này chửi ầm lên, ngươi cái này dẹp cọng lông cũng không cho ta an phận điểm. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, ngươi cho rằng là cái gì địa phương? Nhà ngươi sao? Thật sự là phiền phức chết rồi. Lữ Thiếu Khanh mắng lấy, nhìn một cái Tiểu Hồng biến mất phương hướng, cùng tiến lên phương hướng nhất trí, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở đám người một câu, các ngươi ở phía sau đi theo, ta đi đầu một bước. Mặc dù là cái ăn hàng, cũng là cái xuẩn chim, nhưng dù sao cũng là sủng vật của mình. Ở chỗ này nguy cơ từ phía địa phương, lấy Tiểu Hồng thực lực, rất dễ dàng trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Thiều Thừa quát, chậm đã, không nên vọng động. Ung Y cũng không nhịn được nhắc nhở, tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương? Nhà ngươi sao? Mọi người cùng nhau đi. Mặc dù rất chán ghét cái này tiểu tử, nhưng hắn chết rồi, tự mình ngoan đổ nhí sẽ thương tâm. Vậy được rồi, tăng thêm tốc độ. Đám người tốc độ nhấc lên, sau lưng cảnh vật trong nháy mắt bị để qua sau lưng. Thân là tu sĩ, tốc độ rất nhanh, một ngày xuống tới, bọn hắn đã đi mấy vạn dặm lộ trình, nhưng lại không thấy Tiểu Hồng bóng dáng. Bọn hắn đã tiến vào tù hồn sơn mạch bên trong chỗ sâu. Ung Y nhịn không được lo lắng. Theo không ngừng tiến vào, trong lòng của hắn cảm giác đè nén phát hiện càng mãnh liệt. Mọi người đi tới một chỗ sơn cốc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Nhìn xem phía trước, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này xòa điểu, chạy xa như vậy làm gì? Hắn có thể cảm thụ được Tiểu Hồng còn tại phía trước, cự ly rất xa. Nhưng là bây giờ sắp trời đã muộn, hắn không thể tiếp tục đi tới đích. Sau khi trời tối, ai biết rõ nơi này sẽ phát sinh sự tình gì? Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái chung quanh. Nói, ở chỗ này ở một đêm đi. Nơi này hoàn cảnh cũng tạm được. Tại trong sơn cốc một dòng sông nhỏ xuyên thấu mà qua, nước sông thanh tịnh thấy đáy. Trong sông có tiểu ngư tại vui sướng vẫy vùng, tràn ngập yên tĩnh. Mà lại nơi này không có uổng phí sương mù, cùng bên ngoài không có khác nhau, có thể thấy rõ bầu trời. Tây ở dưới mặt trời đem sao cùng ánh nắng bắn ra tại trong sơn cốc, nhuộm thành một mảnh màu quýt. Đám người dàn xếp lại, Tiêu Y lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Tiểu Hồng sẽ không có vấn đề a? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, quản nó, chết thì đã chết, chết rồi, ta còn có thể bớt lo không ít. Hì hì. Tiêu Y hì hì cười một tiếng, biết mình nhị sư huynh tim không đồng nhất. Sắc trời dần dần hạ, Ung Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói địa phương đến cùng ở đâu? Mấy ngày, cũng không gặp ngươi cầm tàng bảo đồ ra nhìn qua, ngươi đến cùng được hay không? Ung Y trong lòng hoảng cực kỳ, cái này tiểu tử sẽ không phải mang theo mọi người tới đây muốn chết đi. Lữ Thiếu Khanh nằm một khối bị san bằng trên đá lớn. Rất thoải mái. Lữ Thiếu Khanh đã không cần nhìn tàng bảo đồ. Trong tay chiếc nhẫn là tốt nhất la bàn, theo nó đi cùng là được rồi. Ta cũng không biết rõ địa phương ở nơi nào, bất quá nghĩ đến cũng không xa. Nghe được trả lời như vậy, Ung Y muốn đánh người, thật sự là hỗn đản. Nhìn lại Lữ Thiếu Khanh bộ dáng bây giờ, hắn càng muốn đánh hơn người. Ngươi cho rằng tới đây là du lịch sao? Nhìn xem treo trên thiên mặt trăng, thanh u ánh trăng, lại làm cho Ung Y tâm bình tĩnh không được. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, nơi này cũng không phải cái gì đất lành, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không ai biết rõ nguy hiểm sẽ theo cái gì địa phương mà tới. Quản đại ngưu lẩm bẩm một câu, trên đường đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì a. Đám người duy nhất gặp,
được xưng tụng nguy hiểm chính là đầu kia dài trăm thước rắn độc, đối đám người cấu thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Quản đại ngưu vừa mới nói xong, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Giống, thanh âm như sấm nổ, từ đằng xa chuyển đến, sau một khắc, như là 10 cấp gió lốc đánh tới, chung quanh cây cối bị thổi làm hoa hoa tác hưởng, cát bay đá chạy, trong sơn cốc nhấc lên một cỗ bụi bay, một cỗ mang theo mùi tanh vô hình sóng xung kích đi qua thân thể của mọi người, nhường ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ là gầm lên giận dữ, liền có như thế thanh thế, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Còn không có đợi đám người kịp phản ứng, nơi xa lại có gầm lên giận dữ. Lữ Thiếu Khanh lên không, ánh mắt trông về phía xa, ở phía xa, hai đạo to lớn bóng đen tại dưới ánh trăng, trong rừng, trên đỉnh núi đứng đối mặt nhau. Quay quay, cái này có trên ngàn mét cao a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, bọn hắn ở chỗ này cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy to lớn thân ảnh. Đám người cũng nhìn thấy nơi xa to lớn bóng đen, tại dưới bóng đêm, như là thần ma, cho đám người một loại to lớn cảm giác áp bách. Cái này nhưng là mấy cái thanh niên dọa. Đây là cái gì à? Sư phụ, đây là cái gì? Cho dù là Úc Linh, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thánh tộc bên trong cũng không có cái này ngư bức thân thể. Ung Y sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra hai chữ, yêu thú. Yêu thú. Thanh niên nhóm lần nữa kinh ngạc. Yêu thú ở cái thế giới này không phổ biến. Truyền ngôn bọn chúng đã sớm đi một thế giới khác. Cái thế giới này bởi vì đại đạo quy tắc, sẽ rất ít đản sinh yêu thú. Chỉ có một ít đặc thú huyết mạch thức tỉnh, hoặc là một ít hư không trong bí cảnh mới có thể tồn tại yêu thú, bọn chúng cũng có thể tồn tại cái này thế giới. Nhưng mà, có thể tồn tại cái này thế giới yêu thú, cũng rất đặc thù. Cường đại hoặc là có cực kỳ năng lực đặc thù, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Ung Y gật đầu, ngưng trọng nhìn phía xa rằng có hai đạo bóng đen, cũng chỉ có yêu thú mới có như thế thân thể khổng lồ, nhóm chúng ta nhân loại, cho dù là tu luyện công pháp đặc thù cũng không có như thế thân thể cao lớn. Có thể xuất hiện ở đây yêu thú, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Ung Y nhìn Quản Đại Ngư một cái, chỉ vào xa xa hai cái bóng đen đối với hắn nói, đây chính là nhóm chúng ta trên đường đi không có gặp được cái khác nguy hiểm nguyên nhân. Nhóm chúng ta hẳn là ở vào hai bọn chúng yêu thú một cái nào đó, địa bàn bên trong. Quản Đại Ngư sắc mặt sụp đổ, đích thật là khả năng này. Loại này yêu thú xem xét liền biết rõ kinh khủng, còn có ai dám tại nó địa bàn bên trong đợi. Gặp được loại này tồn tại, là có bao xa liền chạy bao xa. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục đi tới sao? Quản Đại Ngư rụt cổ lại hỏi. Đám người ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Ở chỗ này mặc dù cự ly kia hai cái yêu thú có cự ly, nhưng loại này cự ly, đối với loại kia tồn tại tới nói, bất quá là cách xa một bước thôi. Tiếp tục, nói không chừng liền chạy tới bọn chúng trước mặt. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là nói, bọn chúng đánh nhau,